Thưa khán giả, sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị cho ý kiến đề án tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết số 27 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Bộ Chính trị khẳng định trí thức Việt Nam là bộ phận nhân lực chất lượng cao, là lực lượng lao động sáng tạo có vinh dự và tiên phong, trực tiếp tham gia cống hiến xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nâng cao dân trí, đào tạo nhân tài trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng nâng tầm trí tuệ và sức mạnh của dân tộc, thúc đẩy đất nước nhanh và phát triển bền vững. Làm cơ sở nâng cao chất lượng liên minh công nông trí, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Bộ Chính trị cũng nêu rõ, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị và toàn xã hội là phải xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh cả về số lượng, chất lượng, có cơ cấu hợp lý, gắn với phát huy vai trò trách nhiệm và năng lực của trí thức trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược phát triển kinh tế xã hội. Bên cạnh đó, phải xác định việc tập trung đẩy mạnh cải cách thể chế, huy động các nguồn lực xã hội, tôn trọng phát huy tự do tư tưởng, học thuật, thực hành dân chủ trong hoạt động nghiên cứu sáng tạo. Có cơ chế, chính sách đặc biệt trọng dụng nhân tài, trí thức tinh hoa, nhà khoa học đầu ngành, chính là tạo môi trường, điều kiện và động lực căn bản để phát triển và phát huy đội ngũ trí thức. Bộ Chính trị giao cho các cơ quan liên quan hoàn thiện đề án, báo cáo Bộ Chính trị trình Ban Chấp hành Trung ương. Cũng trong cuộc họp sáng nay, liên quan đến nội dung chương trình kiểm tra Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2023, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã quyết định thành lập 5 đoàn kiểm tra Bộ Chính trị, 5 đoàn kiểm tra Ban Bí thư, nhằm kiểm tra 30 tổ chức đảng trực thuộc Trung ương.